Anh em đang căng sức, bị cơn đói kéo nhũng cả cơ. Cô em sexy trên điệu nhạc chất, bị cơn đói kéo đơ cả người. Đám trẻ nhỏ đang chơi, bị đó là hết hơi. Nay đã có pony, nay đã có pony. Xúc xích pony, 88% thịt. Xúc xích pony, 88% thịt. Xúc xích pony, 88% thịt. Đói mềm hãy dùng xúc xích pony 88% thịt. Giới thiệu pony mới, mực mềm nánh thơm ngon.